kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, test nhanh không chỉ xa người mắc bệnh Covid-19 có thể lây hoặc không lây nhiễm. Vì vậy, tránh tâm lý chủ quan khi có kết quả âm tính. Theo các bác sĩ về chuyên ngành truyền nhiễm, thì cần tuân thủ cách ly dù test nhanh âm tính. Thông tin tham khảo trên báo vnexpress.net. Ưu điểm của phương pháp xét nghiệm trực tiếp PCA trong xét nghiệm nCoV-2 Để phát hiện nCoV trong cơ thể một người, hiện nay có hai nhóm xét nghiệm, bao gồm phương pháp xét nghiệm trực tiếp và xét nghiệm gián tiếp. Trong đó, xét nghiệm trực tiếp nhằm tìm kiếm thành phần cấu tạo của virus trong cơ thể. Xét nghiệm phổ biến nhất là tìm kiếm các đoạn gen của virus bằng kỹ thuật PCR, sau đó tới xét nghiệm nuôi cấy phân lập virus. PCR ưu điểm phát hiện người nhiễm virus ở những giai đoạn rất sớm, từ khi người bệnh chưa biểu hiện. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng phương pháp xét nghiệm PCR để chẩn đoán một người có đang bị nhiễm bệnh hay không. Xong để thực hiện PCR, đòi hỏi phải có phòng xét nghiệm được trang bị đủ phương tiện cần thiết, nhân viên được đào tạo chuyên sâu và thường mất nhiều thời gian. Việc thực hiện xét nghiệm này cho tất cả các đối tượng nghi nhiễm không dễ dàng và cần thời gian. Hiểu đúng về test nhanh trong xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Một phương pháp xét nghiệm nữa là xét nghiệm gián tiếp tìm kiếm các dấu vết của virus để lại trong cơ thể nhiễm, thường gặp nhất là test nhanh. Với Covid-19, test nhanh tìm kháng thể sinh ra khi bị nhiễm nCoV. Đây cũng là xét nghiệm Hà Nội đang thực hiện từ cuối tháng 7 để sàng lọc người từ Đà Nẵng về. Tuy nhiên, nhiều người hiểu nhầm về giá trị của xét nghiệm này, dẫn tới đi xét nghiệm ồ ạt và có tâm lý chủ quan khi âm tính, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tết nhanh giúp tìm kháng thể trong quần thể dân số nguy cơ, xác định tỷ lệ người từng nhiễm virus này, đánh giá quy mô dịch bệnh trong cộng đồng. Từ đây, nhà hoạch định chính sách có các biện pháp tổ chức chống dịch phù hợp. Cần tuân thủ cách ly dù Tết nhanh âm tính. Không phải ai nhiễm ncov cũng sinh ra kháng thể. Kháng thể cũng không được tạo ra ngay sau khi nhiễm ncov. Nhiều nghiên cứu về COVID-19 cho thấy chỉ 23% người nhiễm nCoV có kháng thể sau một tuần, 58% sau 2 tuần mới có kháng thể, 75% người nhiễm sau 3 tuần mới có kháng thể. Bên cạnh đó, tết nhanh chỉ ra một người từng nhiễm nCoV không khẳng định người đó đang bị bệnh, có khả năng lây bệnh hay không. Ngược lại, tết nhanh âm tính không có nghĩa là người đó không bị nhiễm và không lây bệnh cho người khác, do bệnh ở giai đoạn đầu chưa buộc cơ thể sinh ra kháng thể. Người dân từ vùng dịch về không nên chủ quan khi có kết quả test nhanh âm tính, vẫn có thể là người đang nhiễm bệnh và lây cho cộng đồng, cần tiếp tục tuân thủ cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Những khuyến cáo phòng COVID-19 nơi công cộng Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 1. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng. 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. 3. Hạn chế đi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. 4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo www.bluezone.gov.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai sẽ là thông tin về các chủng virus của Covid-19. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.